Diện Phật hay còn gọi là Thành Tâm Bái Phật. Và ở mỗi tác phẩm này thì bên em làm thêm và có sự kết hợp của đục tiểu cảnh nữa. Tổng chiều cao tác phẩm lên tới là 70, chiều ngang là 1m12 và chiều sâu là 25. Nếu như mà không tính phần bệ đế sóng này thì tác phẩm có chiều cao là 62, chiều ngang là 1m10 và độ dày của tác phẩm là 0,9. Và trước mắt anh chị đang được nhìn ngắm đó là hình tượng của diện Phật và những bối cảnh xung quanh bên em kết hợp làm tiểu cảnh, gồm có mái đình, mái chùa và có cả những chú tiểu đang đi đấy, chắp tay thành tâm bái Phật đây. Và với mức giá giao lưu cho mỗi tác phẩm này chỉ là 22 triệu đồng và bên em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc anh chị nhé. Đấy, từ phần diện Phật đây để làm ra được diện cân đối hài hòa và từ bi nhân hậu như thế này thì bên em cần phải có người thợ dày dặn kinh nghiệm trong nghề, chuyên điêu khắc và chế tác nên những mẫu tác phẩm về Phật thì mới có thể làm ra được một tác phẩm vô cùng là giá trị như thế này. Và ở mẫu tác phẩm này thì em trai cũng xin chia sẻ là bên em làm trên một dòng gỗ chóp lu ngọc am quý hiếm và toàn bộ tác phẩm đều là kín nu hết, không một chỗ hở luôn anh chị ạ. Và kèm thêm đó là giữ lại được nguyên cái phần rìa ngoài, đó là phần gai lu tự nhiên cho tác phẩm này, thêm độc đáo và nghệ thuật hơn rất là nhiều. Và anh chị đang được nhìn ngắm đó là hình ảnh tiểu cảnh của mẫu tác phẩm này đây. Đó là tán cây bồ đề, là bên em đục kênh bông sắc nét tỉ mỉ, kèm thêm đó là có cả những tán tùng châm, đấy, tùng Đài Loan. Và đây đó là mái đình, mái chùa đây, rất là đẹp, chất lu thì không thể chê được rồi, đấy, làm còn hơi cong cong xoải xoải ra một chút, đấy, tạo cho điểm nhấn và có chiều sâu và có cả những giải mây nữa. Đó là hình ảnh của ba chú tiểu đang bước đi, đấy, có chú tiểu thì đang quỳ xuống và chắp tay đấy, thành tâm bái Phật đây, đấy, chú tiểu này thì đang cầm một chiếc bát và chú tiểu đứng sau thì cũng đang chắp tay thành tâm bái Phật rất là đẹp. Và xuống dưới bệ đế này là bên em khắc họa đó là xẻ đá rất là kỹ càng và tỉ mỉ anh chị nhá, ở phía trên này vô cùng là tuyệt vời luôn ở mẫu tác phẩm. Và đây là phía sau ạ. Đấy, phía sau thì anh chị muốn thiết kế treo tường thì cũng vẫn có thể được, bởi vì tác phẩm là bên em làm rời hoàn toàn ra khỏi kỷ nhá. Đấy, làm hoàn toàn rời ra khỏi kỷ. Và đây là phía sau, nu là cám kít. Đấy, em sẽ quay máy quay sát lại gần cho các bác có thể nhìn ngắm này. Nu cám kít, một vôi gỗ chóp lu ngọc am đậm dầu bao thơm. Đấy, chất lu thì quá là tuyệt vời rồi, một cái phôi gỗ lu ngọc am. Đấy, màu sắc thì không thể chê được rồi anh chị nhé. Tổng chiều cao tác phẩm này tính cả phần đế sóng là 70, chiều ngang là 1m12 và chiều sâu là 25. Còn nếu như mà không tính mẹ đế thì tác phẩm có chiều cao là 62, chiều ngang là 1m10 và độ dày là 0,9. Đấy, em sẽ đo phần dày nhất. Với mức giá giao lưu là 22 triệu đồng thôi là anh chị đã sở hữu được mẫu tác phẩm này rồi. Đấy, anh chị nào mà quan tâm mong muốn sở hữu tác phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em, đầu số hotline quen thuộc 0789 336 318 hoặc 0966 336 318 để em trai tư vấn cụ thể hơn và gửi cho anh chị những cái hình ảnh sắc nét nhất anh chị nhá. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Xin chào ạ.